Hello 500 anh em, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em báo giá các dòng xe tải cũ hiện tại còn có ở bên bãi của bên mình. Thì bây giờ chỉ còn những dòng xe tải nhỏ thôi anh em à. Thời buổi bây giờ khó khăn quá, kiếm mấy xe tải lớn để bán cho anh em khó quá. Thì nếu anh em nào có biết chỗ nào có bán xe tải cũ mà cần bán thì có thể liên hệ với mình ngay số điện thoại 0937 965 342 để mình có thể thâu cái xe đó về và bán lại cho những người cần cái dòng xe tải đó. Đó thì mình cũng sẽ có những cái gọi là ưu đãi dành cho những anh em giới thiệu thành công. Đấy thì đây, trước tiên mình với em sẽ tìm hiểu cái dòng xe tải Suzuki chết 500kg này của bên mình đã thu về của khách hàng. Xe này thì thùng dài 2m1 50 anh em, khá là dài, với lại sản xuất 2009, nhưng mà cũng còn rất là ngon, chủ đi rất là giữ kỹ thùng kính đó, khung gầm cá cao, máy móc ngon lành, thùng ngon lành đẹp đó. Thì bên này, xe này bên mình đang bán với mức giá là 120 triệu. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Còn tiếp theo là một cái chiếc xe Vinasuki 650kg, xe tải nhỏ thùng lớn. Xe này thì 2011 nha anh em, với mức giá 55 triệu. 650kg, 55 triệu, thùng cũng dài nha anh em, dài khoảng 24. Rất là nhỏ gọn và rất là đẹp, nhưng mà thùng lớn. 55 triệu mua một con xe khá là ok. Giá cả bên mình đưa ra tất cả đều có thể thương lượng. Nếu anh em nhu cầu xem xe thì có thể đến chỗ mình hoặc có thể liên hệ với mình ở số điện thoại 0937 965 342 để cùng nhau thương lượng cái phần giá cả để ép giá mình nha các bạn. Hãy cứ đến chỗ mình xem xe lấy thử và ép giá mình để được cái giá tốt nhất nha anh em. Đó thì anh em cứ ép thoải mái đi, không sao cả, được thuận mua vừa bán thôi. Đó xe này thì nhìn cũng còn ngon đó, đi mới được có 42 vạn thôi nha anh em. Đó đi cũng hơi nhiều, theo mình cả nhà đi cũng hơi nhiều, nhưng mà mức giá thì cũng rẻ thôi, mà chỉ có 55 triệu có thương lượng. Đấy. Tiếp theo mình sẽ em thấy đến một em Kia K3000S, một chiếc xe huyền thoại phiên bản thùng lửng, chiều dài thùng 3m4, 1 tấn 25, một chiếc xe huyền thoại hồi xưa đó anh em, Kia K3000S đời 2005, bên mình đang chào bán với mức giá thanh lý 125 triệu có thương lượng cho anh em. Nếu anh em thích thì cứ đến ngay với mình để cùng nhau đưa nó về để chạy hàng nha. Một cái xe khá là ổn, khá là đẹp, khá là mượt. Đấy ok anh em, nước sơn còn đẹp lắm nha. Đó. Xe còn đăng kiểm, bao rút hồ sơ, Kia K3000 nguyên bản, nội thất cũng còn ok, còn đẹp. Xe này mua về chở đá hoa cương hoặc là chở kính, hoặc là anh em chở những cái đồ đơn giản chở thuê cũng khá là ổn. Đó còn đăng kiểm tới tháng 7 năm 2020 luôn nha. Kia K3000S phiên bản thùng lửng 1 tấn 25, thì về thùng 3m4, khá là ngon cho anh em. Xe này thì đi xe này đi cũng hơi nhiều. Đó, 40 vạn nha anh em. Đấy cũng ngang ngang với con nhỏ nhỏ hồi nãy, mà cũng còn rất là ok. Nếu mà 2005 mà đi như vậy thì vẫn còn ít đó nè, xe vẫn còn tốt, vẫn còn mượt đó. Tiếp đến mình với em sẽ đến một em Isuzu cũng 1 tấn 25 phiên bản thùng kính luôn nha, chỉ dài thùng 36 nha. Đó, một con xe thì cũng khá là ok. Thì bên mình chuyên kinh doanh và phân phối những cái dòng xe tải cũ cũng như là xe tải mới của tất cả các hãng.
Hino, Hyundai, Isuzu, Kia, Đông Phen, vân 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 vân. Nếu anh em có xe cần bán thì có thể liên hệ ngay với mình, và nếu anh em muốn mua xe cũ hoặc xe mới cũng liên hệ ngay với mình để mình có thể tư vấn cụ thể cho anh em về tất cả những cái dòng xe tải đang có trên thị trường. Và tiếp đến mình sẽ trở lại chủ đề của mình, con xe Isuzu muốn giới thiệu và báo giá cho anh em. Xe này thùng khiên bản thùng kính nha anh em, 1 tấn 25. Đấy, đời của nó là 2009. Bên mình đang chào bán với mức giá 150 triệu nha anh em. Đó, một con xe mà nhìn nội thất thì nó hơi cũ tí xíu nhưng mà mình cảm thấy nó cũng còn rất là ok, vì được mới có 27.000 km thôi. Đấy, nội thất thì có hơi xuống cấp một tí xíu nhưng mà để chở hàng hóa nhẹ thì cũng rất là ok nha anh em. Isuzu NHR phiên bản thùng kính. Đấy, nhìn vẫn còn mượt, vẫn còn đẹp. Thì hiện tại mình đang chỉ còn lại có 4 cái dòng xe này để báo giá cho anh em, và có những cái dòng xe tải lớn khác nữa. Đó, thì nếu anh em có nhu cầu mua gì thì cứ hãy liên hệ ngay với mình. Thì hiện tại cũng đang khan hiếm xe quá, nếu anh em nào biết ai bán xe hoặc như thế nào thì cứ hãy alo cho mình để mình có thể cùng anh em tìm hiểu và trao đổi về những cái dòng xe tải cũ cũng như dòng xe tải mới nha. Đấy, rất là đẹp luôn anh em. Đó, phía bên cạnh đó là những cái dòng xe tải mới của Hyundai. Đấy, bên mình hiện tại đang còn 4 em này cần bán với mức giá cũng phải chăng thôi, hoặc anh em có thể đến trực tiếp bên mình lấy thử trải nghiệm kiểm tra và có thể ép giá một cách thỏa thuận, thuận mua vừa bán. Đấy, và đây là những cái chiếc xe Hyundai mới của bên mình cần bán. Đây là những cái xe tải lớn, xe này thì mình bán rồi, TMT, xe tải lớn, tải chung khoảng 8 đến 9 tấn, thùng siêu dài. Đó, bên mình cũng đang tìm kiếm những em này thâu về và bán cho những anh em cần cái dòng xe Trung Quốc nhưng mà thùng lớn, tải cao như thế này. Đó, thì ngoài Hino, bên mình ngoài những cái dòng xe Hyundai, Hino, Isuzu, bên mình cũng có ghi nhận những dòng xe tải mới của thương hiệu Trung Quốc và rất là nhiều cái thương hiệu xe tải khác nhau. Và có thể, và bên mình đang cũng kinh doanh những cái dòng xe tải cũ. Đó, cho nên anh em có xe gì, muốn mua xe gì cứ để liên hệ với mình, hoặc có xe muốn bán cũng liên hệ với mình, mình sẽ giúp anh em bán xe rất là nhanh hơn, và mình sẽ với giá cao và giúp anh em mua một cái xe ưng ý với giá cả hợp lý. Đó, đây Suzuki 2009, Inosuke 2011, Kia K3 S 2005, và con Isuzu này là 2007 nha anh em, nãy mình đọc nó nhầm, 2009, con Isuzu là 2007 nha. Đây, Isuzu NHR 2007, 150. Đó, thùng kính dài 36, Kia K3000 thùng lưỡng dài 34, 1 tấn 25, đó là 125 triệu. Inosuke 55 triệu, 650 kg, phiên bản thùng lưỡng. Suzuki thùng kính 2009, 120 triệu, phiên bản thùng kính. Đấy, nhìn cũng còn rất là ok, rất là mượt với cái dòng xe Suzuki, Inosuke, Kia và Isuzu của bên mình. Đấy, anh em cùng với mình sẽ giúp cho anh em có những cái dòng xe ưng ý nếu anh em liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0937965342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể cho anh em những cái dòng xe cũ tải trọng cũng như là thùng bọng như thế nào. Nếu bên mình có đúng với nhu cầu anh em thì mình sẽ báo cho anh em, còn nếu mà bên mình không có thì tạm thời mình sẽ lưu lại số điện thoại của anh em, khi nào có thì mình sẽ alo cho anh em, hoặc anh em có thể giúp mình vui lòng đăng ký cái kênh của mình
để có thể nhận được những cái thông báo và những cái video mới nhất và những cái dòng xe mới nhất bên mình cập nhật. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của bên mình.